Kính thưa khán giả của chương trình Ngọc Trong Team TV Show, chúng tôi đang ở Emerald. Where is he? Yeah, right here. Yeah, Bill. Right here. Bill! Oh, there you are. Is that right? Bill. I didn't realize it was going to be named by Grandpa Bill. Oh, yeah. Bill. Hi. Oh, good. You know, I win. Ladies and gentlemen, audience from Ngọc Trong Team TV show, I am here at the Emerald Court with my godfather, Grandpa Bill. Yeah, Grandpa Bill, right. Yeah, that's right. My little daughter call you Grandpa Bill, right? Right. Bill, we are being recorded for my own TV show. For your own TV show? Yeah, that's right. Well, yeah. And when does that go on? It's going to be on about 2 weeks from now. Way, wonderful. Yeah, yeah. And then can you please tell the audience how we met 25 years ago? ông William Weaver, ông vừa nói là cách đây 23, 24 năm ông là rất là ông hoạt động rất là mạnh mẽ ở trong một cái hội tên là hội The Lions Club, tên là hội sư tử chuyên giúp đỡ cho học bổng cho người khiếm thị và người khiếm thính. Thì lúc đó ông mỗi năm ông gọi các trường trung học để ông coi có người nào để ông giúp đỡ cho một cái học bổng trước khi học sinh đã được vào đại học. Thì ông gọi cho cái trường của Đức Đạt đang học là cái trường Anaheim High School. Và các thầy cô trong đó giới thiệu Đạt cho ông. Và sau khi cha con nói chuyện với nhau, lúc đó chưa là cha con, hai ông cháu nói chuyện với nhau thì ông rất là thích. Thì ông cho Đức Đạt một cái học bổng đầu tiên trong đời để được đi đại học Cal State Fullerton. Và Đạt là người duy nhất trong lịch sử của hội Lions Club trong cái chương trình này là được nhận học bổng lần thứ hai. Yeah. Thì từ đó sau khi hai ông cháu gặp nhau và ông tình cờ là biết Đạt chơi guitar thì Đạt cũng tình cờ biết được ông Bill cũng chơi mandolin thì hai ông cháu gặp nhau thường xuyên mỗi tuần một lần hay là một tháng hai lần gì đó rồi chơi nhạc và từ đó tới hai mươi mấy năm nay bây giờ là thành cha nuôi. Papa Bill của Đạt nói là hiện nay bây giờ Đạt hỏi ông hiện giờ ông đang làm gì, ông Bill còn hoạt động trong chương trình Lions Club thì ông nói yes, ông nói là ông cũng còn rất là hoạt động rất là năng nổ trong cái chương trình Lions Club. Và cái bí mật mà hồi nãy giờ Đức Đạt chưa có nói với khán thính giả nghe là năm nay ông Bill William Weaver, ông Bill Weaver đã 97 tuổi. Yeah, 97 tuổi. À, khi mà ông gặp Đạt thì ông chỉ mới có 72, 73 tuổi. Thì bây giờ đã 97 tuổi mà vẫn còn hoạt động xã hội, vẫn còn làm tham gia cho các nhóm. Yeah. Bill, I don't know if you remember của nó mặc dù ông sống rất là thọ, cái như là thượng thọ nhưng mà cái buồn là vợ đi rồi, bây giờ con cũng đi rồi. Bây giờ cháu họ thì ở xa quá. Anh em thì cũng đi hết rồi. Bạn bè chắc cũng đi hết rồi tại vì sống thọ nó có cái giá đó. Thì người Đức Đạt cũng có cái hạnh phúc là một trong những người thân còn lại rất là ít. Cho tinh thần của ông Bill thì Đạt sẽ như là một, cứ gọi ông rất là thường xuyên bởi vì khi đến cái tuổi này rồi thì sức khỏe nó có thể bỏ mình đi, mình tới cái tuổi này 90 mấy rồi hay là 80 mấy gì đó thì cái sức khỏe nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào thì quý vị nên cũng cố gắng có ông bà lớn tuổi thì nên gọi thăm thường xuyên giống như Đạt gọi thăm Papa Bill mặc dù cũng rất là bận thì cũng ráng gọi thăm thường xuyên. Sinh ra và lớn lên ở Pennsylvania, một cái vùng làm nghề mỏ than, coal mining. Thì khi mà chiến tranh ông tốt nghiệp cử nhân ở Pennsylvania nhưng mà sau khi chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu khi Mỹ đã tham gia cuộc chiến thế giới thứ hai đó thì ông nhập ngũ thì ông đi San Diego và làm việc ở California trong quân đội thì ông thấy California đẹp quá rồi ở luôn từ thời thập niên 40 thế kỷ trước tới bây giờ
và cưới vợ ở California, không trở về Pennsylvania nữa. Đó là cái câu chuyện của Papa Bill. Yeah. Kính thưa quý vị, cái đàn mandolin này là trên 100 tuổi. Yeah. This is 110 years old. Gee, 110 năm rồi quý vị. And I got it for when I was 16 years old. Because I was the best teacher, best mandolin player of the kids that, that were a group of we had about 10 mandolin players and four guitar players back in Pennsylvania. It was already old when you get it. And so it was old when I got it. Yeah. The reason I got it is because my teacher, who was a barber, had an accident and he trimmed a tree and branch hit his head. Bill nói là cái đợt này 110 năm rồi. Ông được cái đợt này lúc 16 tuổi thôi. Thì lúc đó là cái đợt này đã cũ rồi. Ông được ông thầy cũng là thợ hớt tóc tặng cho cái đợt. Và ông thầy không có chơi nữa. Yeah, thank you so much. Yeah, Bill, yeah. I'm so happy to be here with you. Yeah, I'm so happy, yeah. Most of my people around here don't realize I've been a man. I don't play very good anymore because I'm 97 years old and these fingers are moving fast today. Đây là một cái chỗ mà tôi tới cái chỗ ba nuôi của Nguyễn Đức Đạt đang ở, đang cư trú tại đây. Và ba rất là đẹp. Ở chung quanh anh Đạt có rất là nhiều những cái tấm hình trang trí rất là đẹp.